Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, giống như tiêu đề chị có để ở đây thì trong ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau chia sẻ về một trích đoạn được trích từ trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Và các bạn đều biết rằng là trong cái tiến trình ôn tập năm nay thì đại đa chúng ta đều đang dành cái sự chú ý cho những cái tác phẩm văn xuôi. Và cụ thể là ở đây thì chị tin rằng là có rất nhiều bạn đã đặt một cái tấm vé rằng là em sẽ học tủ những cái tác phẩm ví dụ như là Vợ Nhặt, Vợ Chồng A Phủ hay là Người Lái Đò Sông Đà. Thế nhưng chúng ta lại quên mất rằng là trong cái lượng kiến thức nền của chương trình ngữ văn lớp 12, chúng ta cũng có những cái tác phẩm thơ. Và thực tế thì những tác phẩm thơ đã được ra vào những cái đề thi năm 2020, 2021, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không quay trở lại trong đề thi năm nay. Vậy nên là các bạn ơi, chị rất hy vọng là các bạn có ôn văn xuôi đến đâu đi chăng nữa thì các bạn cũng đừng quên rằng là chúng ta cũng có những cái tác phẩm thơ rất là đáng chú ý, được không ạ? Và một trong những cái trích đoạn thơ mà bản thân chị cho rằng là các bạn cũng cần phải nắm được về nội dung kiến thức, đó chính là trích đoạn Đất Nước trích trong trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Đây là một cái trích đoạn thơ rất thường xuyên xuất hiện trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia chúng mình ạ. Được không ạ? Vậy nên là chị rất là mong là các bạn sẽ không bỏ qua về cái lượng kiến thức liên quan tới thơ. Vì chị biết ở đây là có rất nhiều bạn 2K5 cực kỳ chủ quan và cho rằng là năm nay sẽ không thể vào thơ được. Không có điều gì là không thể cả. Được không ạ? Không có điều gì là không thể. Thế nên là yêu cầu ở đây chị nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải tập trung trong cái tiến trình ôn tập và đừng bỏ qua bất cứ một cái lượng kiến thức nào. Được không ạ? Không là sau này hối hận đấy nhá. Đã học là phải cố gắng, gọi là học thật là chăm chỉ đấy nhá. Được chưa ạ? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu nhá. Bộ tài liệu mà chị Hiên đang sử dụng ở đây chính là bộ tài liệu sẽ dành tặng miễn phí cho các bạn khi các em đăng ký tham gia khóa học 10 ngày ạ. Và hiện tại thì khóa học này cũng đã nhận được cái sự đăng ký của rất là nhiều bạn 2K5. Các bạn ấy đã đến với khóa học 10 ngày và chia sẻ rằng là chị ơi, em thực sự mong muốn có thể bứt phá số điểm văn giai đoạn này. Và em lựa chọn, được không ạ? Em lựa chọn khóa học 10 ngày với một cái lòng quyết tâm rất lớn. Có một số bạn còn nói rằng là em đã chuẩn bị cà phê, em đã chuẩn bị sữa, em đã chuẩn bị mì tôm. Em đã sẵn sàng tất cả mọi thứ và chỉ đợi chị ở đầu tháng 6 để tập trung ôn lại toàn bộ kiến thức văn thôi. Chị rất hạnh phúc về điều đó. Và hãy đợi chị ở đầu tháng 6 để chị em mình có thể cùng với nhau bứt phá và đạt được số điểm thật là cao nhá. Còn bạn nào chưa đăng ký khóa học này thì hãy nhanh chóng nhắn tin về tìm hiểu và đăng ký ngay các bạn nhá. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với Đất Nước. Trích đoạn Đất Nước trích trong trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Chị nhắc lại này, đây là một trong số những cái văn bản rất thường xuyên xuất hiện trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Nếu mà chị nhớ không nhầm thì năm 2017 là vào Đất Nước. Tiếp tục đến năm 2021 cũng lại vào Đất Nước. Vậy thì năm nay đến năm 2023 liệu rằng là gì ạ? Liệu rằng là sẽ có vào Đất Nước nữa hay không đây? À, thế nên là cái này thì chúng mình sẽ còn phải chờ đợi. Bởi vì về cơ bản là chúng ta cũng không dám chắc được điều gì cả. Nhưng nếu như mà nó mà lại tiếp tục quay trở lại Đất Nước thì chị tin rằng là đây thực sự là một cái tác phẩm cực. Được không ạ, các em ơi? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau trao đổi về lượng kiến thức của văn bản này các bạn nhé. Có thể thấy rằng không biết từ bao giờ thì đề tài đất nước, quê hương đã trở thành một cái khoảng trời rộng mở để cho biết bao nhiêu người nghệ sĩ sáng tác những cái tác phẩm của mình. Nhà văn người Nga Elila Erembua từng viết rằng là lòng yêu nước thì bắt đầu từ lòng yêu những thứ tầm thường nhất. Yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ xa bờ sông,
yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi chiều mạnh. Thế nhưng đó là cách mà người Nga yêu nước Nga. Còn đối với đất nước Việt Nam chúng ta thì các bạn có thể thấy là cái lòng yêu nước này, tình yêu quê hương đất nước này, những cái tác phẩm viết về đất nước này cho chúng ta được thấy được những cái điều vô cùng gần gũi và bình dị. Đó là miếng trầu của 4.000 năm phong tục, đúng không ạ? Đó là gì nữa nhờ các bạn nhở? Đó là hình ảnh của những cái cánh đồng mênh mông, cò bay thẳng cánh. Đó là hình ảnh của những con người đã sống và chết, giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên nhưng họ đã làm ra đất nước. Và có lẽ là bởi vì đất nước Việt Nam của chúng ta đã trải qua 4.000 năm lịch sử với đầy ắp những cái biến cố. Và ở đó chúng ta thấy được gì ạ? Ở trong bất cứ cái thời điểm nào thì nhân dân Việt Nam ta cũng luôn luôn giữ gìn trong lòng của mình, trong trái tim của mình một tình yêu dành cho đất nước, dành cho Tổ quốc. Giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng nói rằng là gì ạ? Lòng yêu nước, đúng không? Lòng yêu nước chính là một cái truyền thống quý báu của dân tộc ta mà. Phải không ạ? Thế thì ở đây các bạn sẽ chú ý là chúng ta có thể thấy là lại tiếp tục có một cái văn bản nói về đề tài, viết về đề tài đất nước của tác giả Nguyễn Khoa Điểm. Và đây là cái trích đoạn được trích từ Trường ca Mặt đường khát vọng. Được trích cụ thể là từ cái chương 5 với tên gọi là Đất nước, được không ạ? Và thật là may mắn vì trong chương trình ngữ văn lớp 12 thì chúng ta lại được học một cái trích đoạn viết về đề tài rất là hay này. Bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau trọng tâm chia bố cục của cái trích đoạn này các bạn nhé. Còn về nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm thì các bạn sẽ chủ động tìm hiểu giúp cho chị nha. Thế nhưng hãy nhớ giúp cho chị rằng Nguyễn Khoa Điềm là nhà chính trị làm thơ. Vậy nên bao giờ cũng thế, chúng ta luôn luôn nhìn thấy ở trong tiếng thơ của Nguyễn Khoa Điềm, đó là một cái phong cách thơ vừa tài hoa uyên bác, vừa đĩnh đạc truyền thống, vừa hiện đại nghiêm cẩn, trang trọng, tinh tế, trữ tình. Luôn có cái sự kết hợp giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng các bạn nhá. Thì đấy là những cái đặc trưng. Và chúng ta cũng sẽ nhớ tới một cái từ khóa, đó là gì nhỉ? Đó là trữ tình chính luận. Còn Tố Hữu là gì nào? Tố Hữu là gì ạ? Tố Hữu là trữ tình chính trị các bạn nhá. Tố Hữu là gì ạ? Là nhà thơ làm cách mạng. Còn Nguyễn Khoa Điềm là gì ạ? Là nhà cách mạng làm thơ. Các bạn hãy chú ý giúp cho chị là như vậy. Yên tâm, khóa học 10 ngày chị sẽ phân biệt cụ thể hơn và nói rõ hơn về những tác giả này để các bạn có thể nắm được. Thế nên là hãy nhanh chóng tìm hiểu khóa học này để đầu tháng 6 chị em mình sẽ gặp nhau nha. Bây giờ chúng ta sẽ có cái bố cục của cái trích đoạn này. Đây ạ, phần 1 nhé. 9 câu thơ đầu, được không nào? Lý giải về cội nguồn đất nước. Hay nói cách khác là sẽ đi trả lời cho câu hỏi là gì nhỉ các bạn nhỉ? Hay nói cách khác là đi trả lời cho câu hỏi là gì nhỉ? Đất nước. Câu hỏi của chúng ta là đất nước có từ bao giờ? Được không nào? Câu hỏi của chúng ta là đất nước có từ bao giờ? Được không ạ? Tiếp theo là từ câu số 10 cho đến câu số 42. Chúng ta có được định nghĩa về đất nước. Hay nói cách khác là đi trả lời cho câu hỏi là gì nhỉ? Đất nước là gì? Đúng không? Đất nước là gì? Tiếp theo là từ câu số 43 cho đến câu số 85. Được không ạ? Chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi đó là gì ạ? Đất nước là của ai? Hay nói cách khác là gì? Chủ thể làm nên đất nước. Được không ạ? Và sau đó sẽ là cái phần còn lại, khúc vĩ thanh của bản trường ca đất nước. Thì các bạn hãy chú ý giúp cho chị là cái đoạn, những cái đoạn mà người ta thường có thể xuất hiện trong đề thi nhiều nhất, đó là 1, 2 và 3 các bạn nhá. 1, 2 và 3, chú ý giúp cho chị Hiên. Đi trả lời cho các câu hỏi đất nước có từ bao giờ, đất nước là gì, đất nước là của ai. Và các bạn đều biết rằng là ở trong trích đoạn đất nước trong trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, thì tác giả này đã nêu ra cho chúng ta một cái gì ạ? Một cái tư tưởng mới mẻ về đất nước.
Đất nước này là đất nước của nhân dân. Đất nước của nhân dân, đất nước của ca dao thần thoại. Các bạn có nhớ không ạ? À, các em có nhớ không ạ? Chị tin là các bạn nhớ, đúng không? Chị tin là các bạn nhớ cái này. Rồi, ok. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đến với một cái đoạn thơ mà rất hay xuất hiện trong các đề thi nhá. Chị đánh giá đây là một cái đoạn thơ rất hay xuất hiện trong các đề thi ạ. Đó là 9 câu thơ đầu. Bởi vì là cho vào 9 câu thơ đầu này thì thứ nhất là về cái mặt dung lượng nó cũng hợp lý này. Cái thứ hai là chúng ta có rất nhiều thứ có thể triển khai trong 9 câu thơ này này. Được không ạ? Thế nên là đây là 9 câu thơ mà chị đánh giá là rất thường xuyên xuất hiện trong các đề thi. Đó, vậy nên là các bạn ơi, hãy cùng lắng nghe và cùng tích lũy những cái nội dung kiến thức mà chị Hiên đưa ra ở đây cùng với các bạn nhá. Ok chưa nào? Chúng ta có 9 câu thơ đầu tiên này. Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi. Đất nước có trong những cái ngày xưa, ngày xưa mẹ thường hay kể. Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Tóc mẹ thì bới sau đầu. Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn. Cái kèo cái cột thành tên. Hạt gạo phải một nắng hai sương xay giã dần sàng. Đất nước có từ ngày đó. Các bạn ơi, đó là 9 câu thơ đầu nhá. Rất là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ lựa chọn cái bố cục này 1, 7, 1. Các bạn nhá, khi mà phân tích thơ ấy, làm thế nào để chúng ta có thể nhớ được cái nội dung kiến thức một cách rõ ràng nhất? Chúng ta hãy chia bố cục của nó rõ ràng thì chúng ta sẽ nhớ được nội dung rõ ràng. 1, 7, 1 chúng mình nhá. Ok chưa nào? Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi. Được không ạ? Đây sẽ là câu đầu tiên phân tích này. Sau đó là 7 câu tiếp theo. Và một câu cuối cùng, đất nước có từ ngày đó. Chia bố cục ra nhá, chia bố cục ra. Các em ơi, nếu mà các bạn mệt mỏi rồi thì các bạn cứ đi ngủ thôi, không cần phải ở đây cùng với chị đâu. Bởi vì chị thì chị muốn là giống như kiểu là ngày hôm nay chị tranh thủ thêm một chút thời gian để phát trực tiếp cùng với các bạn ý. Bởi vì chị cũng rất mong rằng là đôi khi đấy, cái mục tiêu mà chị đề ra cùng với các em là mỗi ngày chúng mình sẽ cùng với nhau cố thêm một chút xíu. Được không ạ? Chị thì chị luôn mong là mỗi ngày chúng ta sẽ cùng với nhau cố thêm một chút xíu. Nhưng mà cái cố của chúng ta ở đây không phải là một cái cố gọi là gì ạ? Giống như kiểu là mình đã mệt mỏi đến cái mức gọi là sức cùng lực kiệt rồi mà mình vẫn phải ở đây. Chúng ta hãy tiếp nhận nó bằng một cái bình yên, bằng một cái sự nhẹ nhàng đối với các bạn thôi. Chứ không nhất thiết là các bạn phải quá nặng nề trong việc là tôi phải ở đây và tôi phải học với một cái tâm thế và một cái thái độ là tôi đang bị ép buộc rất là mệt mỏi. Các bạn mệt, các bạn đi nghỉ đi. Để ngày mai chúng ta lại có một cái năng lượng tốt hơn cho ngày mới. Được không ạ? Chị rất mong là như thế nhá. Còn chị vẫn sẽ để lại phần phát trực tiếp để các em có thể xem lại. Được không nào? Còn cái quan trọng là chị vẫn muốn là các bạn sẽ tiếp nhận nó trên một cái phương diện là chúng ta nhẹ nhõm thôi, chúng ta kết thúc một ngày ví dụ bằng những cái chia sẻ của chị từ những cái tác phẩm văn học. Và từ đó thì các bạn có thể gì ạ? À, từ đó các bạn có thể ghi nhớ thêm một cái gì đấy, hoặc là có thêm một cái cảm xúc nào đó cho những cái văn bản mà chị Hiên đang chia sẻ ở đây. Ok không? Đơn giản là thế thôi. Chứ không nhất thiết phải là ghi nhớ kiến thức thật là nhiều, thật là nhiều. Được không nào? Rồi, thế thì bây giờ quay trở lại nhá. Chúng ta sẽ có cái câu thơ mở đầu. Thế nhưng mà trước khi đến với cái câu thơ mở đầu thì các bạn cũng biết rằng là gì ạ? À, chúng ta sẽ có ở đây đó chính là khái quát về hình tượng đất nước. Các em sẽ thấy trong cái đoạn, trong cái trích đoạn đất nước trong trường ca mặt đường khát vọng này có một cái điều rất là đặc biệt. Các bạn có thấy cái điều đặc biệt đó là gì mà ngay lập tức các bạn sẽ nhìn tới không ạ? Các bạn ơi, các bạn có biết không? Các bạn có biết là có một cái điều vô cùng đặc biệt mà ngay khi nhìn vào chúng ta đã biết là gì rồi. Ở trong cái trích đoạn đất nước này các bạn biết là gì không? Cái bộ này thì năm nay có bán riêng đấy. Nếu mà em không đăng ký khóa học thì em có thể mua riêng. Nhưng mà chị thì chị nói thật là không gì bằng học khóa học đâu. Vừa được tặng miễn phí bộ này, đã vậy lại còn được truyền tải đầy đủ thông tin, kiến thức rất là sinh động, cảm xúc để chúng ta học vào nhanh hơn, dễ hơn. Nên chị thì chị vẫn khuyến khích các bạn đăng ký khóa học. Chị nói thật là như vậy.
Ok chưa ạ? Thế thì các bạn ơi, cái điều mà chúng ta thấy rất đặc biệt ở trong trích đoạn Đất nước trích trong trường ca Mặt đường khát vọng đó là đất nước là một danh từ chung, đúng không ạ? Đáng lẽ là chúng ta không có phải viết hoa. Thế nhưng mà, các bạn có thể thấy rằng là gì ạ? Là ở trong toàn bộ cái trích đoạn này thì cái đất nước, cái từ đất nước của chúng ta lại được viết hoa, giống như kiểu như là tên riêng ấy, giống như là danh từ riêng á. Đây là một cái điều rất đặc biệt chúng ta nhìn thấy, đúng không ạ? Chia sẻ về cái điều này thì Nguyễn Khoa Điềm đã lý giải, đó là với ông thì đất nước, đây ạ, không đơn thuần là vùng đất vô tri. Đất nước là nhân vật, là sinh thể có tâm hồn. Và cái cách viết như vậy, cái cách trình bày như vậy cũng thể hiện cái gì ạ? Cũng thể hiện cái sự trân trọng của tác giả với những cái tình cảm thành kính, thiêng liêng, trân trọng dành cho đất nước, các em nhá. Vậy thì các bạn sẽ nhớ giúp chị là cái đầu tiên khi các bạn phân tích bất cứ đoạn nào trong đất nước thì các em cũng phải nhớ là chúng ta sẽ phân tích cái đầu tiên đó chính là đất nước là danh từ chung, nhưng ở trong cái trích đoạn này lại được viết hoa. Ok chưa ạ? Trong đoạn này lại được viết hoa. Và lý do được giải thích đây ạ, theo Nguyễn Khoa Điềm, thứ nhất, đối với ông thì đất nước không chỉ đơn thuần là một cái sinh thể vô tri, mà nó là một nhân vật. Và cái cách viết hoa đó cũng giúp ông thể hiện được cái sự trân trọng, một cái tình cảm đặc biệt dành cho đất nước, dành cho quê hương. Ok chưa ạ? Thì chú ý giúp chị Hiên nhé. Tiếp theo đấy chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cái điệp từ đất nước vang vọng suốt cả cái bản trường ca này, giống như là một cái khúc nhạc thiết tha, gợi cảm xúc đưa ta về một cái miền không gian nối dài từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Được chưa ạ? Thì đây sẽ là những cái khái quát đầu tiên về hình tượng đất nước mà các bạn sẽ chú ý giúp cho chị. Với một cái điều vô cùng đặc biệt các bạn có thể nhìn thấy ạ, đó chính là đất nước là danh từ chung nhưng mà lại được viết hoa. Nhớ nhá. Ok không nào? Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu thơ mở đầu. Chúng mình ơi, chúng mình, nếu như mà chúng mình hiểu bài á, thì các em nhớ đừng quên thả tim, thả like cho chị Hiên nhá. Chị nhìn thấy tim bay dập trời là chị cũng có động lực lắm. Thế là sẽ phải cố gắng sắp xếp nhiều thời gian hơn nữa để đồng hành cùng với chúng mình. Bởi vì biết rằng là từ giờ đến lúc thi thì cũng không còn nhiều thời gian nữa. Vậy nên là bản thân chị cũng phải cố gắng hơn. Đó, nhiều khi là cũng hơi mệt mệt rồi nhưng lại bảo là thôi, các bạn ấy đang cần mình cố gắng thêm một tí nữa, kiểu vậy. Thì cũng mong là các bạn cũng sẽ như thế. Các bạn cũng sẽ giữ một cái tinh thần là cố gắng thêm một chút nữa cùng với chị nhá. Ok không? Nhất trí. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ có này, câu thơ mở đầu. Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi. Các bạn có thể thấy là gì nhỉ? Câu thơ mở đầu ở đây là hình thức của một câu khẳng định. Khẳng định giống như kiểu là một cái điều tất lẽ dĩ ngẫu ấy. Đúng không ạ? Một cái câu khẳng định mà giống như kiểu là gì ạ? Chắc chắn như một cái lẽ tự nhiên và thường tình. Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi. Khi ta lớn lên thì trời và đất đã có rồi. Kiểu kiểu như vậy. Một cái điều kiểu như là tất lẽ dĩ ngẫu. Một cái điều rất là tự nhiên. Một cái lẽ cực kỳ thường tình. Nó phải như vậy. Đúng không bạn? Nó phải như vậy. Ok chưa nào? Thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là gì? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là ở đây á, chúng ta có một cái cách mở đầu đưa đến cho ta một cái gì ạ? Một cái khẳng định chắc chắn, một cái lẽ tự nhiên và thường tình. Bên cạnh đấy là sử dụng đại từ ta. Khi ta lớn lên, sự thân mật gần gũi thể hiện sử dụng cái đại từ ta này để chúng ta thấy rằng là thể hiện cái sự thân mật gần gũi giữa anh và em khi anh nói cho em nghe về đất nước, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đều biết rằng là cái trích đoạn đất nước này nó là cái lời con người con trai nói với người con gái mình yêu mà. Phải không ạ? Đây là lời người con trai nói với người con gái mình yêu. Sử dụng đại từ ta để làm gì? Để thể hiện cái sự thân mật gần gũi giữa anh và em. Người con trai ở đây bắt đầu cái hành trình muốn cắt nghĩa, muốn lý giải, đúng không ạ? Về cội nguồn, về sự lớn lên của đất nước đối với người con gái mà anh yêu. Phải không ạ? Và chúng ta thấy rằng là nếu như mà mở rộng ý thơ ra thì ta ở đây cũng có thể coi là tất cả mọi người, là một cái cách nói bao hàm đại diện cho dân tộc Việt Nam.
Và cái cách xưng hô này đã khiến cái vấn đề trừu tượng lớn lao như đất nước nay lại trở nên gần gũi, rõ ràng và cụ thể hơn. Đúng không ạ? Anh kể cho em nghe về đất nước mình. Và bây giờ cái điều đầu tiên mà anh muốn nói cùng em đó chính là về cái cội nguồn của đất nước mình, để em biết được rằng là đất nước mình có từ bao giờ, đất nước mình đã lớn lên, đã trưởng thành ra sao. Đúng không ạ? Và ở đây các bạn có thể thấy nhá, cái cách nói đất nước đã có rồi, cái đấy đã có rồi. Đúng không ạ? Chúng ta lớn lên thì khi chúng ta sinh ra thì đất trời đã có rồi. Đúng không ạ? Một cái cách nói mà chúng ta có thể thấy rằng là gì nhỉ? Thể hiện một cái niềm tự hào mãnh liệt về cái sự trường tồn của đất nước. Đất nước cũng giống như trời và đất. Khi ta sinh ra thì đất và trời cũng đã có như vậy. Ta không biết đất nước được hình thành từ bao giờ, chỉ thấy hiện diện xung quanh ta với tất cả những gì thân thương nhất. Và ta gọi đó chính là đất nước của ta. Đúng không ạ? Các bạn ơi, đấy là với một cái câu đầu tiên nhá. Sau đó chúng ta có 7 câu thơ tiếp. 7 câu thơ tiếp muốn chúng ta đi tìm hiểu gì ạ? Để muốn làm rõ về cội nguồn đất nước gắn liền với đời sống văn hóa tâm linh, truyền thống lâu đời và phong tục tập quán gần gũi và giản dị. 7 câu thơ tiếp theo nhá. Có thể thấy rằng là bản thân nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm không tạo ra khoảng cách sử thi để chiêm ngưỡng và ca ngợi đất nước, hay dùng những cái hình ảnh rất là mỹ lệ, mang tính biểu tượng để thể hiện đất nước, đúng không ạ? Mà lại dùng một cái cách nói vô cùng giản dị và tự nhiên để chúng ta có thể hiểu về cội nguồn của đất nước. Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi, câu đầu tiên nhá. Câu thứ hai, đất nước có trong những cái ngày xưa mẹ thường hay kể. Với cái câu thơ này các bạn sẽ ấn tượng với cụm từ nào ạ? Còn đối với chị thì chị rất ấn tượng với cụm từ ngày xưa. Tự nhiên lại nhớ tới những cái vần thơ vô cùng quen thuộc của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Đó là: tôi yêu chuyện cổ nước tôi, vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa. Thương người rồi mới thương ta, yêu nhau dù mấy cách xa cũng gần. Đúng không ạ? Những cái câu chuyện cổ tích của bà, của mẹ. Và đúng là mỗi chúng ta đã lớn lên trong những cái câu chuyện như thế. Đúng không ạ? Một cái cụm từ chỉ thời gian ngày xưa, ngày xưa. Một cái thời gian nghệ thuật mang cái tính chất phiếm chỉ, huyền hồ, huyền thoại, và đưa người đọc dường như đang lạc về miền cổ tích bằng cái cụm từ gợi mở, quen thuộc trong những cái câu chuyện cổ tích truyền thuyết của bà, của mẹ. Đúng không ạ? Và bằng cái cụm từ chỉ thời gian ngày xưa ấy, thì bản thân nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã định vị trong tâm thức người đọc một ý niệm về đất nước đã có từ rất lâu đời. Các bạn nhá. Ok chưa nào? Định vị trong tâm thức người đọc đất nước đã có từ rất lâu đời. Đó là đất nước của nền văn học dân gian đặc sắc với những câu chuyện thần thoại, truyền thuyết, cổ tích. Đúng không? Và nếu như chúng ta tìm hiểu về cái tiến trình phát triển của văn học Việt Nam, thì văn học dân gian chính là cái mảng văn học mà ra đời trước tiên, ra đời sớm nhất. Đúng không ạ? Và ngày hôm nay cái điều đó đã được tái hiện trên trang thơ của Nguyễn Khoa Điềm, để chúng ta biết rằng là đất nước đã có từ rất lâu đời, gắn liền với những câu chuyện cổ tích truyền thuyết xa xưa mà mỗi chúng ta đều được nghe kể trong suốt thời thơ ấu của mình. Đó là những câu chuyện về gì ạ? Về cô Tấm Dịu Hiền, về Thạch Xanh Dũng Cảm, về gì ạ? Về anh Khoai, về anh Khoai thật thà chất phác. Và chúng ta thấy được đó là những cái câu chuyện mà để khuyên răn những gì ạ? Con người chúng ta ở thế hệ bây giờ về gì? Về việc là ở hiền thì sẽ gặp lành, sẽ gặp được những điều tốt đẹp. Đúng không ạ? Tất cả những cái câu chuyện đó thì đều đã xuất hiện từ rất xa xưa, và nó đã đồng hành, và đất nước của chúng ta đã có kể từ khi đó. Được không ạ? Đấy là cái hình ảnh đầu tiên nhá. Đấy là cái câu thơ đầu tiên nhá. Các bạn cứ chú ý giúp chị là chúng ta cứ bám vào các cái từ ngữ then chốt, những cái từ ngữ quan trọng trong mỗi câu thơ, để chúng ta bám vào đó, chúng ta phân tích. Ok không ạ?
Tiếp theo câu thơ số 2 sẽ là hình ảnh miếng trầu. Ok chưa nào? Miếng trầu. À, đất nước Bùi ban đầu được thể hiện qua một cái nét sống giản dị của người mẹ, người bà. Đó là phong tục ăn trầu. Các bạn có thể thấy đối với người Việt Nam á, thì miếng trầu nó không phải chỉ là một cái hình ảnh nhỏ bé đơn giản, mà nó là kết tinh của mọi thăng trầm lịch sử. Đúng không ạ? À, điều này cho thấy miếng trầu nhỏ bé được nhắc tới chứa đựng trong đó là cả 4.000 năm lịch sử, 4.000 năm phong tục cùng truyền thống hiếu khách. Miếng trầu là đầu câu chuyện mà. Và trải qua thời gian đằng đẵng như thế, miếng trầu đã trở thành hình ảnh thiêng liêng trong đời sống, tinh thần của người Việt. Miếng trầu giao duyên, miếng trầu cưới hỏi. Đúng không ạ? Trong mỗi cái sự kiện quan trọng, ví dụ như là cưới hỏi, thì chúng ta đều thấy là có cái hình ảnh quả cau miếng trầu xuất hiện. Đúng không ạ? Và khi mà nhắc tới cái hình ảnh này thì chị tin chắc chắn rằng các bạn cũng sẽ nhớ tới một cái câu chuyện cổ tích mà người ta nói. Đây là cái câu chuyện cổ tích, cái câu chuyện cổ xưa nhất trong những câu chuyện cổ. Đó là câu chuyện sự tích trầu cau. Các bạn có nhớ đến câu chuyện đó không ạ? Tình anh em, tình cảm vợ chồng, đúng không ạ? Và miếng trầu còn là biểu tượng cho tình yêu và vật chứng của lứa đôi, là cái biểu tượng tâm linh của người Việt. Và đất nước của chúng ta đã gì ạ? Đã bắt đầu với những cái nét đẹp như thế, với những cái phong tục truyền thống, với một cái nét sống giản dị như thế. Được không nào? Các bạn sẽ chú ý nhá. Và chúng ta có một cái câu tiếp theo này. Đất nước lớn lên. Bây giờ là đất nước lớn lên này. Vừa rồi là đất nước bắt đầu. Bây giờ là... Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là chỉ cái sự trưởng thành của đất nước. Cụm từ lớn lên. Câu thơ đã gợi nhắc đến truyền thuyết thánh gióng. Một cái đứa trẻ 3 tuổi. Tiếng nói đầu tiên là tiếng nói đòi đi đánh giặc cứu nước, giúp nước. 3 tuổi đã biết xông pha trận mạc, vươn vai trở thành chàng trai phù đồng thiên vương, nhổ tre, đúng không ạ? Làm vũ khí để đánh giặc. Đúng không ạ? Và đây cũng chính là biểu tượng khỏe khoắn của tuổi trẻ Việt Nam kiên cường bất khuất. Song hành với cái vẻ đẹp ấy, chúng ta cũng thấy được cái vẻ đẹp của cây tre Việt Nam, hình ảnh cây tre Việt Nam. Tre xanh xanh từ bao giờ, chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh, thân gầy guộc lá mong manh, mà sao lên lụy lên, mà sao nên lụy ít, lên thành tre ơi, ở đâu tre cũng xanh tươi, cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu. Đúng không ạ? Hình ảnh cây tre đấy, biểu tượng cho phẩm chất cao quý của con người Việt Nam, thật thà, chất phác, đôn hậu, chung thủy, yêu hòa bình, ngay thẳng, vân vân. Các bạn hãy chú ý nhé, được không ạ? Sau đó là những câu thơ, tóc mẹ thì bới sau đầu, cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn, cái kèo cái cột thành tên, hạt gạo phải một nắng hai sương, say, dã, dần, sàng. Vẻ đẹp giản dị của người phụ nữ Việt Nam với tục bới tóc. Rồi thì gì ạ? Gừng cay muối mặn, nhắc nhớ về tấm lòng thủy chung son sắc, tình nghĩa keo sơn trong một cái mối quan hệ của gia đình, đó là tình cảm vợ chồng. Đúng không ạ? À? Nó cũng chính là truyền thống quý báu của nhân dân ta biết bao đời nay. Rồi đó là cách đặt tên cho con bằng những gì ạ? À? Đặt tên cho con bằng những cái tên rất là giản dị, cái kèo, cái cột, được bắt nguồn từ việc đặt tên cho những vật dụng quen thuộc trong đời sống sinh hoạt. Đúng không nào? À, đó cũng chính là gì ạ? À? Lấy tên của chính những cái công cụ lao động đó, những cái vật đó để đặt tên cho con cái. Bởi người ta đưa ra một cái quan niệm rằng là nếu như đặt tên cho con xấu ấy thì sẽ càng dễ nuôi. Được chưa ạ? Và để rồi thêm vào đó, chúng ta còn thấy được một cái nghề đặc trưng nhất của ngành của đất nước Việt Nam ta đã được nêu ra ở đây. Đó chính là gì nhỉ các bạn nhỉ? Đó chính là ngành nông nghiệp gì ạ? À, trồng lúa nước. Tác giả đã sử dụng thành ngữ một nắng hai sương để gợi lên sự cần cù chăm chỉ, chịu thương chịu khó của ông cha ta trong đời sống nông nghiệp. Và đất nước ta đã trưởng thành từ những lam lũ vất vả một nắng hai sương như thế. Hạt gạo chắt chiu ở trong đó biết bao nhiêu là những giọt mồ hôi mặn. Đúng không ạ? Có phải là có được hạt gạo trắng dẻo, đúng không ạ? À, trắng ngần thơm dẻo là câu chuyện đơn giản đâu. Đó là cả một cái quá trình lao động vất vả của người lao động. Đúng không nào?
Và đất nước của chúng ta cũng như thế. Đất nước của chúng ta cũng trưởng thành từ những vất vả lam lũ và một nắng hai sương như thế. Để rồi câu thơ cuối cùng khép lại là một cái câu khẳng định đất nước có từ ngày đó. Sử dụng cái gì ạ? Lại tiếp tục là một cái cụm từ phiếm chỉ thời gian ngày đó. Nói về thời gian ra đời của đất nước dù không cụ thể đó là ngày nào. Thế nhưng sau 9 câu thơ này thì chúng ta cũng nhận ra rằng ngày đó là ngày ta có truyền thống, có phong tục, có văn hóa. Đó là ngày mà chúng ta có đất nước. Được không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý nha. Đấy là 9 câu thơ đầu tiên. Và các em ơi, chị nhắc lại, đây là cái bộ ấn phẩm mà các bạn sẽ được tặng kèm. Khi mà các bạn, tài liệu chị Hiên đang sử dụng ở đây là ấn phẩm trong khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên. Đây là một cái khóa học mà chúng mình sẽ tổng ôn lại toàn bộ kiến thức với mục tiêu 8 cộng 9 cộng cho cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới. Cũng có nhiều bạn chị biết rằng là các em đang rất là phân vân, không biết có nên lựa chọn cái khóa học này hay không. Thế nhưng mà chị thì chị nghĩ rằng là cơ hội này là cơ hội dành cho tất cả chúng ta. Nếu như bây giờ các bạn không quyết định nắm bắt cơ hội hay không, thì có thể là đến thời điểm các bạn sẽ cảm thấy hối tiếc, bởi vì khi đó mình đã có cơ hội để ôn tập lại một cách bài bản, chỉn chu và đầy đủ nhất, nhưng mình đã không tận dụng. Và mình nhìn xung quanh mình, vẫn theo dõi page học văn chị Hiên, thấy có rất nhiều bạn đạt điểm cao ở trong khóa học này, thì lúc bấy giờ lại cảm thấy nuối tiếc. Giá như lúc đó mình gọi là gì ạ, mình cương quyết hơn trong việc mình quyết định là mình thử sức tham gia cái khóa học đó, tự cho mình một cơ hội, thì chị nghĩ là đôi khi nó lại là một cái quyết định rất là đúng đắn của các em. Chị thì chị mong là sẽ được gặp các bạn, và chị rất mong là có thể mang tới những cái phần kiến thức cần thiết nhất, sát nhất, để các em bước vào phòng thi một cách thật là tự tin. Và sau khi viết xong bài văn cuối cùng sau 12 năm học thì các bạn sẽ cảm thấy tự hào về chính mình, vui vẻ, thoải mái để chuẩn bị tâm lý tốt làm những môn tiếp theo. Bởi vì đầu xuôi thì đuôi mới lọt mà, phải không ạ? Chị rất mong là như vậy. Thì các bạn cứ cân nhắc để chủ động tìm hiểu thêm nhé, và có thể nhắn tin về để được các anh chị hỗ trợ. Còn ngày hôm nay thì chị Hiên sẽ tạm thời dừng lại phần phát trực tiếp tại đây, bởi vì bây giờ cũng khá là muộn rồi. Chị cảm ơn các em rất nhiều vì đã có mặt ở đây cùng với chị. Và rất là biết ơn các em, bởi vì là vẫn luôn luôn coi học văn chị Hiên là một người bạn đồng hành tin cậy trên mọi bước đường của các em khi mà các bạn học văn. Sẽ luôn là như thế mà. Chị sẽ luôn ở đây để lắng nghe và đồng hành cùng với các bạn. Được không nào? Và chúc các em sẽ có một giấc ngủ thật là ngon nhá. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại chúng mình nhá. Tạm biệt các bạn nhá. Bye bye.